biết đi chơi ở đâu á mà có suối nhìn mát á. Nào tụi mình cũng mua đồ xuống suối nha, nướng lẩu ngon á. Nướng mà đông nướng mà. Không biết nữa, để hỏi thôi. Nãy gửi qua mới coi, chị hỏi. Không có xa quá. Nãy giờ hơi xa. Đau quá, sao lung dữ hả? Đau. Sao sao chơi vậy? Để gì sao? Nhiều mà. Bộ trong lông là một mụn.
Được nên nuôi mụn kỹ quá. Nhà buồn quá, gọi cả ngày. Vén cho nó xong. Biết nặng nào. Đi đi đi. Biết nặng chỗ nào. Làm đường à? Chú bữa nay mới đổ đường, đổ đá chỗ mình. Mình mới xóa lại một vùng nước nữa. Không đổ chỗ đó là hợp lý ấy, cho nó bằng, cho nó đỡ đi trũng, bị trũng đi khách đi. Chạy lên sợ té không. Cao quá. Nhiều khi khách bầu đi sợ. Chỗ bô điện đi cũng sợ lắm. Ừ. Nước rồi cái xăng bô điện của cái trước cửa đất này xuống tí. Cái bậc cái thì cao thấp. Bậc đi xuống thấp trũng. Ở trước thì mấy cái ổ voi. Chỉ là đồ lên ơi, rút đồ giùm chị với, mưa mất rồi. Mình thấy gì chị? Sắp rồi. Đâu có vớt cái mụn mà mà dừng. Đâu có vớt luôn, tắt. Tắt.